Mọi người trông ở phía xa xa kia là trẻ con đang đứng nhảy đấy. Ở đây là cứ nghe thấy nhạc, là ngoáy người với lại nhún nhảy nha mọi người nha. Hiện tại là bây giờ hai vợ chồng mình đang đi mua một ít hạt đậu, hạt lạc để làm hạt giống tặng cho các bạn ở trong xóm rừng nha mọi người nha. Sudaku Maneni Maneni, Maneni nhanh đấy. Salida đây. Aki Planta ate aki so ya. Ate aki desa ese ese any fika lang si ma ate aki so. Xin chào mọi người. Ok, xin chào mọi người. Hiện tại mình với lại Viết đang đứng ở chỗ của bạn Hàn. Thợ Hàn. Thợ Hàn nhá, bạn Lucian. Bạn thợ Hàn mà những cái có một số các video là mình đã có nhắc đến rồi đấy. Hiện tại thì nhà mình vẫn đang đứng đợi bạn ấy, là vì là bạn ấy mình có đặt bạn ấy làm một số các cái bếp ấy, đặt từ lâu rồi trước khi mình đi du lịch cơ. Hai vợ chồng trước khi đi du lịch chắc là được khoảng một tháng rồi. Nhưng mà hiện tại ngày nào bạn vẫn nhắn tin giục bạn ấy, nhưng mà hồi đến hôm nay đến thì bạn ấy vẫn chưa làm xong. Vì vậy mình đang ở đây để đợi bạn ấy làm nốt. Phải hơn một tháng rồi ấy. Trước khi mình đi mình đã bảo bạn làm rồi. Đó, thế nhưng mà bạn chưa làm được cho hai vợ chồng. Thì bây giờ đến đây thì vô tình thì trời nó cũng đang mưa, thì hai vợ chồng đang đứng trú mưa ở ngoài này. Đang nhãn lúc nãy đây là các bạn nên làm ở ngoài cái không gian này đây mọi người ạ. Đây, mọi người đang làm đấy, ở đây này. Đang làm ở cái khu vườn này. Mưa rồi. Nhưng mà bây giờ mưa nó dột ở đây thì các bạn không làm nữa, các bạn chuyển vào trong nhà làm. Thì hai vợ chồng trong nhà ồn quá. Đúng rồi. Mình ra ngoài đứng cho nó đỡ ồn. Đây đi ra ngoài này thì quay luôn cảnh cho mọi người thấy mưa ở bên này, ở trong cái khu dân cư của các bạn đi. Cộng rãnh cái thứ là nước ở chảy ở trong nhà ra là cứ chẳng chỉ đi theo từng lối thế này. Thế xong chảy hướng nào thì chảy, không thành một đây, cái hàng nó chảy xuống dưới này đây. Đây là mưa ở trong khu dân cư thì nó cũng chỉ là mưa nhỏ nhỏ thôi chứ không to. Đây là mấy anh bạn làm chung ở trong đấy. Bây giờ là các bạn đang nấu ăn đây này. Các bạn đang nấu ăn với nhau đi nha. Đấy, nước đây. Bây giờ anh chàng này vừa ra để lấy cái nước mưa này rửa mặt thì chắc là anh này cũng uống rượu rồi đấy cha. Nè, đi vào trong này xem nào. Đi qua đây là thấy quay cho mọi người xem là cái anh đang nấu nước để chuẩn bị đánh phun, nấu phun ăn đấy nha. Đây. Đây là ở trong cái xưởng gọi là nghiền bột của các bạn ấy. Mưa quá thì cho vào trong này thì bây giờ là toàn bột trắng thôi. Đây là Luciano. Còn ở đây là các bạn đi, anh chàng này là anh chàng nghiền bột. Anh chàng kia thì người làm cùng với Luciano. Thì quay vào đây mọi người trông này thấy cái máy, hai cái máy hôm trước mình mua cho các bạn đi thì bây giờ nó vẫn còn mới. Chỉ vào đây là hơi bị dính tí bóng bột thôi, không biết gì cả. Mình thấy là ngoài hai cái máy của mình mua cho các bạn ra thì bây giờ là các bạn không có thêm cái máy gì để làm việc ạ. Thì công việc của bạn cũng chính là chỉ có cái máy hàn với cái máy cắt thôi mà. Đây, bếp mình đặt cho các bạn từ lâu lắm rồi mà bây giờ hiện tại các bạn mới làm được có hai cái cho mình đây. Nhưng mà kích thước này hơi nhỏ quá, mình yêu cầu các bạn làm to lên một tí nữa. Bởi vì là bạn không hình dung ra được là cái mẫu của mình làm như thế nào, mặc dù mình đã gửi hình ảnh cho bạn đấy. Đây, thế là mọi người mới thấy là cái bên này là muốn đặt cái gì làm thì cũng hơi bị lâu nha mọi người nha. Cho nên bây giờ là nhất định đích thân mình phải đến để giục anh ấy. Lần trước cũng thế, lần trước là làm cái gì nhỉ, mình cũng đến phải giục nhỉ. Bây giờ lần này cũng đến phải giục. Thế à, lần trước này xong cửa à? Bình Châu Phi đã đến rồi đây. Thế bây giờ ngoài trời này lại nắng lên rồi đây này. Mưa ngớt ngớt rồi đấy. Lại nắng lên rồi ấy. Mưa như vậy nhưng mà đủ ẩm đất thôi. Thế không biết là liệu hôm nay là có chờ các bạn làm xong rồi hay không, nhưng các bạn làm cũng khá là lâu đấy. Nếu mà còn thiếu tận 3 cái nữa thì có khả năng không đợi được đâu anh ạ. Thiếu 4 cái nữa, 5 cái nữa. Thế thì không kịp đâu, làm mỗi cái đấy cũng lâu đấy anh.
Anh này hôm nay làm anh nuôi à? Đây thì okay. Anh này anh vừa bật máy nghiền lên để anh ấy luôn. Anh nghiền luôn bột phun để anh đánh này. Đánh phun đây. Bữa ăn trưa của các bạn ấy. Sẵn máy nghiền là bỏ lên nghiền phát ra để đánh luôn. Đây là đánh phun nha mọi người nha. Đây là bỏ bột phun vào thì bây giờ là đánh. Anh lại hoài mãi không biết được xóa môi. Ba tiểu phun. Bắt tay phun. Còn mỗi người cả rất là nhiều video để mình quay cảnh các bạn đánh bột phun ở đây, bởi vì là cái bột phun ở bên này rất là phổ biến mà. Đánh cho đến bao giờ nó tan xong là ăn được. Tan cái bột phun khô đi. Anh kia anh hôm nay hơi bị long ngoáng vì là cái này nó nhỏ. Nhỏ người thành ra là vướng quá, không có cả cơm. Bây giờ trời tạnh mưa rồi mọi người, tạnh mưa rồi bây giờ các bạn đi ra ngoài này, các bạn lại bê đồ dụng cụ ra ngoài để làm. Mưa thì vào, tạnh mưa thì lại ra. Đây dụng cụ để tiếp tục cho nó xong mấy cái bếp đi. Phải đứng thúc giục thường xuyên thì mới được. Mọi người trông ở phía xa xa kia là trẻ con đang đứng nhảy đấy. Ở đây là cứ nghe thấy nhạc là ngoáy người với lại nhún nhảy nha mọi người nha. Nhạc thì ở phía rất là xa, nhưng mà đến tận đây là các bạn vẫn đứng các bạn nhảy. Đang nhảy theo nhịp nhạc đấy. Hiện tại là mình ngồi cách chỗ các bạn ấy khoảng tầm 15-20 mét, nên là quay cho nên các bạn rất là tự nhiên. Nếu như mình đến gần quay thì chắc là các bạn cũng xấu hổ, các bạn cũng nhảy rồi ấy. Mình ở trong các bạn nhảy đấy. Người châu Phi và nói cụ thể hơn là người Angola rất là thích nhảy, khi mà kể cả trẻ con đi ra ngoài đường nghe thấy tiếng nhạc là cũng ngoáy mông nhún nhảy. Hiện tại là bây giờ hai vợ chồng mình đang đi mua một ít hạt đậu, hạt lạc để làm hạt giống tặng cho các bạn ở trong xóm rừng nha mọi người nha. Nhưng mà ở chỗ này hiện tại người ta đang bán không được đủ nên là chúng ta sẽ mua một ít. Thế xong là sẽ đi mua ở những chỗ khác nữa nhá. Bây giờ hai vợ chồng đang ngoài chợ này. Hạt giống đậu này, các loại hạt giống đậu này. Rồi chúng ta sẽ đi mua hạt giống đậu và đi mua một ít đồ ăn để tặng cho các bạn trong xóm rừng. Các cụ già trong đấy chủ yếu là các nhà các cụ ấy. Với lại là bây giờ đang vào vụ mùa nên chúng ta sẽ đi mua một ít hạt giống nữa để đi tặng. Hiện tại bây giờ hai vợ chồng đang ở ngoài chợ. Đấy, quay một tí cho mọi người xem, để tí nữa mà người ta mà có không cho quay thì chúng ta còn biết đường để mà dừng máy quay ấy. Trong chợ thì quyết đứng đây để zoom cho mọi người xem thôi. Đó. Người ta bán đủ các loại thứ ở đây ngoài chợ đây. Bây giờ là chúng ta sẽ mua tặng cho mỗi nhà một vài cân đậu với lại mà cân lạc nữa. Hiện tại nhưng bây giờ ở đây không có lạc, chắc là chúng ta tí nữa phải vào trong siêu thị mua ít lạc nữa. Siêu thị như không có lạc đâu anh. Không có lạc á? Em vào, vâng. Thế à? Có
Thấy Quỳnh bảo là trong siêu thị không có lạc, nhưng mà tí nữa ta phải kiểm tra lại. Bây giờ là đang mùa, phải tranh thủ là mua nhiều để cho mọi người ấy ấy, cho mọi người trồng cho nó kịp vụ. Đây người ta bán những cái đồ loanh quanh. Mà ta đi, 6 nhà. Đấy. Mình chỉ dám đứng ở chỗ mình quay thôi, nếu mà mình đi xung quanh mình quay nhiều là người ta lại gây khó khăn cho mình á. No es chinés, no es español también. Eso vietnamita. Chinés now, Korean now, Korean now. Español now. Korean now. Now, vietnamita. Việt Nam. Người dân người ta cũng tò mò, mà người dân người ta cũng tò mò. Đây nhá. Bây giờ là chúng ta sẽ đi mua tiếp đấy mọi người ạ. Và trong lúc Quỳnh đang đi mua đồ thì mình có xin phép ông chủ ở đây mọi người, xin phép ông cửa hàng ở đây quay một chút cái cửa hàng này để cho mọi người xem. Ở đây thì họ bán đủ các loại thứ trang điểm, rồi là tóc tai, rồi những thứ lặt vặt từ kim khâu nữa nha mọi người nhé. Rồi đôi khi có cả những cái hàng mỹ ký nhỏ nhỏ ấy. Đó. Cả đồ tóc tai của phụ nữ này, tóc giả này. Ở bên này rất chuộng tóc giả mọi người, rất chuộng tóc giả. Các cái búi tóc của trẻ con. Đây mỹ ký đây, hàng mỹ ký đây, ninh tinh đủ các thể loại này. Ở bên kia người ta đang thế bán đồ điện. Nói chung là đủ các loại mặt hàng, từ cái đồ ăn bé tí tí, mua 100 dầu ăn đựng vào cái túi bóng nhỏ ấy. Bên này thì bán dép, bán giày dép. Trong kia thì bán đồ ăn nhé. Quỳnh đã mua được khá khá nhiều này, không biết là tí nữa có túi đựng không. Hôm nay chúng ta mua cũng khá là nhiều đồ mọi người, mua khá nhiều đồ. Người ta bán 1.000 quan giáp một cái bơ đậu như thế này này, lạc cũng thế, 1.000 quan giáp. Nhưng mà khả năng không biết hôm nay là có mua được lạc hay không. Hiện tại là Quỳnh đã mua hết chỗ đậu này, tí chúng ta còn đi mua chỗ khác nữa để mua đủ cho mỗi nhà hai túi đậu này. Sao lại có tiền cắm đấy vậy? Móc ra lại có tiền cắm đấy à? Sướng nhỉ, ngoài ra có tiền luôn. Cái quán này là quán người ta chuyên bán đồ gạo rồi là ngũ cốc, đồ ngũ cốc. Rồi cà phê này, cà phê này. Cà phê nhìn như bùn vậy. Bây giờ Quỳnh đi đây để mua thêm một cái muối. Đây là muối để họ làm khô thôi, mua để cho mỗi nhà một con muối thế này. Chỗ này là có nhà thì biết là đi nữa có những bản quyền để cho vào này. Bé tê, cà đê, cà đê xa củi á. Giờ là muối nhồi. Con thấy mình ở đây mua quần áo để đâu được. Ok. Mày ra đi đã. Ừ. Cô. Thợ bán muối đây anh ạ. Đâu ạ? Ừ. Ok, ta về. Setia. Aquí a 4 5 falta 2 6 falta 1. Đó. Thế mình mua nhiều không? Có vẻ phấn khởi đông mỏi tay luôn. Đây là một khi mà vợ chồng mình đến trong sóng đường chơi đấy. Dạ. Các bạn đi ở trong đấy không? Các bạn rất hay thiếu. Ok. Obrigado. Kể cả mà gạo rất là không có. Đi mua một phút thì tí một thì tí một đang dành. Đây là hai vợ chồng là mua luôn một thẻ cho các bạn. Nhân tiện mua hàng giống luôn. Hôm nay cũng ngày lễ đấy, thế thành ra là hai vợ chồng mình cũng có thời gian. Đó, nhiều chưa? Hơi bị nặng. Rồi,
Đấy, cái tính trung bình 1.000 một bơ như này, 1.000 bơ như này, là tính 1 cân nhé. Kể cả mà người ta có cho bông vào đấy, người ta nóng, à, tính là 1 cân bông. Esis, Sega 4. Ta, aki, đây rẻ hơn ở các cái chỗ khác đấy. Vâng. À, bây giờ là hai vợ chồng mua xong đỗ rồi, bây giờ chúng ta đi vào trong này, chúng ta mua gạo và mua dầu ăn cho các bạn. Nhá, đỗ đây. Hôm nay là ngày nghỉ, thế cho nên là nhiều tiệm như kiểu bên này cũng đóng cửa này. Đi tìm rất là khó, có cái cửa hàng người ta mở vào cái ngày nghỉ ấy. Bây giờ ta mua gạo mua dầu ăn nhé. Đây, bên này đang mở. Để đây, qua ta Quỳnh đi. Ở đây trông đồ đi, để anh vào anh lấy. Để Quỳnh trông đồ, mình sẽ vào mình lấy gạo. Vâng, vâng, thế cũng được. Amigo, ¿haces acá para cuánto? Muy barato. ¿Barato cuánto? 10.000 ni. 10.000 ni, barato. Barato. Bonito también, ¿no? Uy, ta... 7 sacos. ¿Está bien? Veros. Vamos a morar 7 sacos de arroz. Dạ. Anh gặp pizza. À, có mấy anh bạn cứ ngắm cái camera nhà mình. Con sẽ biết. Amiga. Dạ. Dạ vậy. Você đi aí de sabe. Dạ. Não, não tá disso. É para apresentar lá. Demora muito, vou procurar outro, já? Vou procurar outro, quando demora. Não pode demorar. Anh bạn này anh bán hàng khá là nhiệt tình, giải thích từng món rồi cho anh à. Dạ vâng. Em leva cartão, né amiga? À. Você sabe muito. Só tem 5 ba. À, PAO kia sẽ trả tiền vào trong đấy mọi người. Đây là những cái đại lý mà người ta bán đủ các thứ đồ mà mua trong đại lý, từ dầu ăn rồi muối các thứ gạo đó. Phía trước chỉ có tầng này thôi nhưng mà kho là sẽ ở sau. Tổng cả mình mua hết 95.000 này, tổng cả họ đã thanh toán luôn bằng thẻ này đó. 95.000 là tiền quan sát. Rồi, xong rồi, bây giờ chỉ lấy gạo đợi xe để lấy đồ mang ra đi thôi. Vâng. ok, obrigado. Naquela moça ali que tá sentada naquela. Melio, moça. Moça. Ele falou você é moça, não é moço. Thôi được rồi, ta đợi thôi nhé mọi người, đợi để tí nữa anh chàng kia không có quay lại, ông ta đi xe khác đưa mang chở xuống đấy. Xong rồi tí nữa ta đi qua chỗ Luciano lấy luôn mấy cái bếp. Bếp mình hàn xong đấy, để mang xuống để tặng luôn cho mọi người nhé. Đó, em mình sẽ quay lại một lượt mọi người xem nha. Cái mặt họ trưng bày ở đây nó đơn giản lắm, chỉ có cái kệ hàng ở đây thôi. Đó. Cái này trưng bày thôi, còn trưng tất bày. Cả đồ ở trong kho mọi người, lấy cái gì nào vào trong kho lấy. Đây này, ở trong kho này mới là hàng bán, hàng để lấy ra bán cho mình này, khá là nhiều. Aqui vende também essa. Boa tarde. Ok, aqui boi. Tên boi. Nói chung là không có mấy cái hàng quán mà người ta dễ dãi để cho mình quay phim này đâu mọi người ạ. Đây mấy anh lại còn chỉ quay ở đây đấy. rồi, thế thì mình ăn ra nhé. 12.000 một ba gạo này nhé mọi người nhé. 12.000 là bằng bao nhiêu tiền Việt? 12.000 quan sát một ba gạo này. Bao nhiêu tiền Việt thì chỉ có tí nữa để tính Việt sau. Việt sắp luôn. Tiểu là Việt sắp sao? Đây bây giờ là mình lại đi vào trong chỗ ấy để mình lấy cái bếp.
tập của anh Thợ Hàn cho mọi người nha. Mình làm mấy cái bếp to với lại mấy cái bếp nhỏ. Nói chung là lúc đầu là anh làm cái bếp nhỏ đây, xong bây giờ mình phải làm bắt anh làm cái bếp to lên. Rapido, rapido, ta falta. Now it is 4. 4 so. Dos pequeno, dos grande. Pa nele ligo, pa ir fazer trabalho. Pa nele ligo. Então ainda não comprei tu. Eu vou mandar ele fazer 7. 7? Sim. O pai ligou para trabalhar no que você vai fazer. Leva já esse aqui, já está pronto. Já está bom para ir, leva já. Mais tarde vai fazer mais, vai buscar. Ok, tá bom. Đấy. Vậy là đặt hôm vừa rồi hai vợ chồng đứng để giục anh thì cuối cùng là muộn quá đi việc khác, cuối cùng để xong lại làm đây xong lại thôi điện cho mình đến lấy thì tưởng xong rồi. Quay là mày tên là nhá. Rồi thế bây giờ là mình đi xuống đấy để cho mọi người đấy, có cái bếp mà rất là lâu rồi mọi người. Thì mọi người vừa đến đây kìa. Đã trụ anh Maria. Boa tarde. Tá fazendo o que agora? Agora nada. Nada. Aí. Tony Fong não tá aqui? Não, não. Aí. Tá triste? Não. Ờ, hiện tại vợ chồng mình đã đến nơi, đến nhà Maria rồi mọi người. Nhưng bây giờ đi vào trong xem vào trong bản còn ai không? Lá đen trụ tay nhau quen. Tên, tên là. Tá tudo, né? Sim. Espera un poco, amigo. Đi vào trong này xem có mọi người không. Essa... bây giờ là chắc là không biết là mọi người đi làm hay đang ở nhà nữa cơ. Bình thường giờ này cũng không có đông đủ được vì mọi người đến chiều. À, soba ta kì. Tầm này 2. Boa tarde, boa tarde. Hey, Caro, Caro, sao ta mình entrar assim? Ah, yeah? Boa tarde. Amigo! Tá tudo bem, né, soba? Sim. Amigo, entra aqui, já? Ah. Sim, sim, tô bem. Tá bem. E tudo, pessoal, tá aqui? Tá, tá. Ah, também tá. Puto! Puto! Tá aqui? Daku não tá? Daku foi trabalhar. Daku também foi trabalhar? E soba, hoje difícil, muito difícil para comprar que cimento de... De Zinguba. Yeah. Comprar muito de cimento de feijão. De feijão? Sim, e eu comprar um pouco de arroz para a pessoa aqui. Yeah, tá bem. Yeah. E aquele senhor não está? É, aquele senhor? Está ainda aí em cima na lava. É? Ainda está na lava. Yeah. 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 Mua đồ đấy, nhưng mà hôm nay là mọi người đi đang đi làm ở số bà ở nhà thôi. Amigo! À! Você pode ajudar que pessoa aqui, sim. Soba, pode vir aqui, né? Anh cho xe vào đây được mà, sim. Ah, tá, tá, anh tá, entra, tá, entra. Ok. Mình mua đồ nhưng mình không báo trước cho mọi người đâu. Để mọi người cứ đi làm, bởi vì mình ngày nào cũng xuống dưới này ấy. Thế ra mua đồ để ấy cho mọi người thôi. Tá bom. Đó, một xe có cả tất cả các đồ ở đây. Có cả hạt giống gạo, dầu ăn và cả cái bếp nữa. Esse é fogareno. Fogareno. Eu manda fazer tudo pessoal aqui, mas ele ainda não fazia completo. Yeah. Esse é para você, yeah? Yeah, yeah. Yeah. Bem, bem. Oh, boa tarde, tá tudo bem. Okay. Essa é para soba. Yeah. É, Pudu, você ajuda ele, né? Sim, sim. Essa é para soba. Nhìn mặt soba rất là phấn khởi. Chia luôn ở trên xe anh. Chia luôn ở trên xe này cho mọi người. Cho nó sạch luôn nhé. Nossa, fogarelo, cara. Maria, vem aqui. Maria, vem aqui, Maria. Ajuda essa aqui, Sally. Sim, sim. Devi ajuda, devi abrir. Essa fez a para planta já? Já. Planta. Já, sim. Já. Yeah.
Oliu. Dạ. Sali. Sali. Dạ. Esa. Vem, mamã. Arita. Ah, essa casa de puto. Casa de puto. Casa de puto. Casa de puto. Mete na cabeça. Você ajuda ela. Sim. Ela vai levar, né? Essa fez a para planta, já? Não dá comer. Sim. Comer não, já? Toma sal. Não come. Toma sal, já? Sal, tá bem. Amanhã vou comprar mais de singuba para vou plantar tudo aqui, já? Yeah. Acabar, né? Já, já. Cuidado, essa aqui furou. Tá com boi, chưa? Essa mamá. Essa. Ah, você, né? Aqui. Aqui. Daqui é ele. Essa ali. Já, para a planta, já, essa. Feijão. Manene. Sim. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá preto? Já deram óleo. Óleo. Sim, sim. Tem sombra, papai. Tem sombra quando? Tem sombra quando? Manene, ajuda a tirar essa. Ele tá pega. Ele tá cola, cola, cola. Tá. Furou. Cuidado, ó. Furou. Essa aqui guardar. Sim, guardar a casa ali, já. Đây nhà ông cụ mà hôm vừa rồi mình giúp để làm mấy đây, làm đây của nhà ông cụ hôm trước mình làm cái nhà tranh cho ông ấy. Hiện tại cả hai ông bà đều lên nương hết rồi, lên dãy nên có anh bạn này anh ấy sẽ cho bê vào cất tạm. Manda ele do que? Mete aí dentro. Mete no dentro. Mete dentro. Mais um. Já. Essa aqui mamá Bela. Mamá Bela. Sim. Essa né? Sim. Mamá Bela. De essa manene. Ah, tá aqui. Mas sabimbi. Sim, você. Ele não tá, né? Pode ficar ela lá na porta. Mete mamãe lá na porta dela. Pode ir. Đây có một nhà bên này bà ấy cũng đi làm nương nên là sẽ để trước cửa nhà bà luôn. Já tem sala aí, né? Já tem sala aí. Tá, já tem sala aí. Ainda. Ah, daku. Daku já. Daku ainda, né? Ainda. Essa daku. Daku sozinho, daku guarda essa para plantar só. Do daku. Manene. Manene nhanh đấy. Sali ra đây. Lê lê và Sali também. Dạ xe gà nè, dạ tù đủ nè. Dạ. Ok. Sali ra cụ đã tan là. Dạ, dạ. Tạ bộng. Esa vai quạc đa na casa de Maria. Dạ. Lê và Sali. Nào, depois vamos voltar, vamos kèm mẹ đi. Ok. Tạ kì sô bà pega mai chá. Esa phô gà nè nu. Depois vou trazer mais essa para a casa que Maria. Casa Maria. Essa casa de soba. Essa casa de que? Da mamá. Da Eli. Essa aqui, mamá Bela. Essa aqui, essa mamá Bela. Falta alguém, depois vou fazer, mandar fazer mais, já? Já, ok. Tá tudo? Tá, tá tudo. Okay. Soba vai falar alguma coisa aqui. Ah, Soba vai falar uma coisa? Sim. Tá aqui, Soba. Muito obrigado, doutor. Doutor nos trouxe uma oferta. Ok. Ficamos bem contentes. Já, yeah, ok. Yeah, com o doutor. Tá faltando mais que de zingubá. Amanhã vou tentar procurar, já? Tá bem, doutor. Tại vì mình đã hứa với mọi người là mình sẽ mang hạt giống lạc đến đây để cho mọi người đi trồng. Mà hôm vừa rồi thấy hai ông bà bóc cái lạc ở đây nó mốc meo hết rồi. Mình bảo thôi bỏ đi để mình mua hạt giống lạc mới để trồng. Nhưng mà bây giờ hiện tại là không có. Thôi, thế xong rồi. Dạ, ok, tá bom. Ok, ok. Essa, transferi mais tudo na casa. Essa, Maria, experimenta essa, já. Leva. Leva. Não, senta aí, já. Vamos. Já.
Ok. Rồi bây giờ chúng ta về nhà Maria thôi mọi người, để xem đấy chúng ta mọi người làm gì ở đây nữa. Rồi ok. Até próximo. Ni Tony. Ta, até próximo. Prova. Ok. Ta ta. Ok ok. Ta. Rồi hiện tại cả nhà mình đã chia cho mọi người xong đồ đạc rồi. Mình sẽ vòng qua nhà của Antonio với Maria bây giờ. Xem là hôm nay bay đi nhiều quá Antonio ơi. Xem mọi người làm gì nào. Leva esa ya. Para Eli ya. Nào casa deli. Ani è che Ani è dono. Ta chi già? Obrigado già. Paizinho, tá tudo bem? Ta fazer que? Các bạn đang trồng cây đấy nha mọi người nha. Các bạn đang trồng rau trồng ấy ra. Đang trồng Antonio. Rau ở tay mới. Vai ajudar ele. Ele não pode sozinho. Kìa cái bóng của Neto với lại Antonio đang ở trên vườn đang lùi. Tudo entra nha. Tranh thủ Tony mồ hôi làm gì mà cũng mồ hôi ướt đẫm vậy. Ah, tá aqui, amigo, você pode ajudar? Oh, mũ của em đâu nhỉ? Đây. À, kia kia rồi. Đây. Rồi, bây giờ là để cho các bạn mang vào đi, chúng ta đi vào xem là... Chúng ta đi vào xem là các bạn đang làm gì trong này nhá. À, đi. Đây. Leva a rosa. Leva a rosa. Chào mọi người đi. Xin chào mọi người đi. Dạ, mình xin chào. Antonio chào mọi người đi. Antonio mắt hôm nay khỏi rồi. Leva a rosa in da tempo. Quỳnh cầm cái kia vào cho bạn kìa. Vâng, ok. Cái này đang xin cho em. Ok, cái này. Banh bonito, ai xì. Ui, nặng phết. Cái bếp này hơi bị bền đấy. Sát thấy bền đấy. Cái này bền cực luôn. Dạ, obrigado, dạ, amigo. Ok, okay. Obrigado. Dạ, bênh bê ra đủ. Tony Phong, em nó xa bì anh on đi. Anh Phong hôm nay anh không xuống dưới này mọi người. Ngô đang lên rất là tốt rồi. Đấy, thế hôm qua có một trận mưa cũng khá là to. Đấy, vườn rau bây giờ nó cũng đang lên đây này. Thế ta xem các bạn đang làm gì ở kia. Tôi đều đang hướng dẫn các bạn đi xuống thì phải. Taki. À, đấy để thử xem cái bếp đi đổi vào để xem thế nào nào. Maria pode trocar a cozinha de essa? Sim. Essa é mais bonito. Essa é mais bom. Sim. Experimenta. Sim, lên anh vai xuống. Cái anh bạn lái xe lúc đấy anh còn đấy anh còn chụp lại để làm đấy. Chụp lại để làm. Anh nhanh chứ. À, ra xem cái hài Neto xem nào. Đây. Hôm nay không có anh Phong xuống đây hướng dẫn nhá. Đấy, không okay. Có anh Phong xuống đây hướng dẫn nhưng mà các bạn vẫn tự làm được cái này. Antonio hướng dẫn này. Luống rất là đẹp nhá. Ơ cây cà phê chặt bay luôn rồi này. Đó. Đẹp chặt không? Đi là hợp lý đấy. Quỳnh thấy thế nào? Ui. Đúng ạ. Đây là chỉ có Antonio làm nhá. À. Neto. Không có anh Phong hướng dẫn. Boa tarde. Tá tudo bem, Neto? Rồi, Neto đang phải làm. Neto, xin chào mọi người đi. Tôi là... Neto tên là gì? Neto tên là gì? Hả? À? Neto tên là gì? Tên là gì? Xin chào mọi người, xong là tên là gì nữa nhỉ? Tôi là Neto. Neto vẫn chưa biết đâu. Quên rồi. Đây nè, ta planta kì. Cebola nè. Ta bông. Fazer assim muito bom. Ok. Tá bonito. Bonito. Quem manda você fazer assim? Doutor. Não é Tony Pão? Não. Tá bom. É muito contente com essa você fazer. Tá bom. Ok. Vamos meter a cebola aqui em cima. Como ela dá embaixo. Sim. Então, metemos terra mais cheia. Pra ela embaixo dar mesmo bem. Tá bom. Sim. É mesmo. Đó, được. É certo. Bạn làm okay. Rất là được nha mọi người, rất là. Nhưng mà có vẻ hơi thưa này. Pode meter mais grosso um pouco, Antonio? Grosso igual aqui. Aqui tá muito fino. Ở chỗ này thì không biết, chắc hình như lúc đấy mình thấy Paizinho lùi húi chỗ này này. Vâng. Thì có thể là này. Paizinho làm ở đây. Igual você tá fazendo, é bonito. Okay. É grosso assim.
hôm qua là mưa ở đây rất là to nhé, đất ẩm ướt hết đấy. Đây này, hôm mưa nay lúc nửa đêm mọi người, mưa lúc nửa đêm. Có khả năng hôm nay dự báo thời tiết cũng có mưa nữa. Đấy, à. Mưa lúc nửa đêm mưa rất to. À, biết đâu agua agua gì sale? Muy tu sale. Muy tu sale. Atenca. Na guarda fora ta nada. Fora. Fora quando ele começou a cair chuva já parou. À. À. Tức là vừa đầy bình. Depois nos dá uma metade de mangueira. Quando ali tá cheio, vamos só meter aqui a mangueira. Vamos esse aí, os dois. Ah. Ah, tá bom. E quando vem cheio, é só puxar. Tá bom. Hoje pode ser continua chuva à noite. Talvez mesmo. Ô, meu telefone ra fala assim. Thế là hôm nay các bạn ấy cũng không biết là mình xuống lúc nào đâu. Nhưng mà các bạn ấy rất là chăm chỉ làm từ sáng đến giờ. Mình đến trông thế này là đẹp, mình rất là ưng ý luôn. Đẹp quá nhỉ? Ừ, em đẹp quá. Thấy chả khác nào người Việt Nam làm luôn ý. Quỳnh cũng ưng ý mà. Ưng ý đấy, em thấy một là bạn ấy công việc bạn, một là bạn chặt sạch này, xong rồi bạn ấy cuốc đất này. Ở trong kia vui quá, trong kia vui quá. Em Maria bảo trong kia vui quá, bây giờ đang mở tiệc kia kìa. Đang mở tiệc, đang hò hét ở trong đấy đấy. À, thế đi vào xem là hai vợ chồng mình đi vào xem có cái gì mà trong đấy mọi người mở tiệc vui lắm nào. Đi ta đi vào đi. Maria. Lại đi vào vòng trong đấy xem nha mọi người vui vẻ như thế nào nhá. Rồi, ta đi quay vào xem nha mọi người. Xem nào. Đó, bây giờ ta đi vào trong làng xem là mọi người vui mừng thế nào. Đây không có mình, mọi người đỡ ra xấu hổ sao? Lúc này hình như có mình với có máy quay, mọi người đang xấu hổ, không vui. Bây giờ vào trong đây mọi người vui ấy. À, thành festa. Ồ. Ta phải dẹp festa. Dơ. Parabéns. 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 Ok. Dơ. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Parabéns, amigo. Tá bom, tá bom. Já, ok. Tá bom, já. Tá bom, parabéns, já. Já, já. Vamos contar, doutor. Eu contar um, dois, três. Depois falar chinchamonga. Um, dois, três. Chinchamonga. Mà nên nỉ nổi loạn đấy. À, mình cũng không ngờ là mọi người vui vẻ như này đâu khi mà được tặng quà như thế này á. Mình cũng bất ngờ vì mọi người vui á. Nhưng mà cái hôm nay hai vợ chồng xuống cũng vui nhất là các bạn làm luống ở kia làm rất là đẹp. Vâng. Chứng tỏ là Antonio học được rất là nhiều từ mình luôn. Học được rất là nhiều luôn đấy. Cảm thấy không võ công anh nhỉ? Không, không phí công nhưng lại không võ công. À được rồi, được rồi. Đó là không phí công. Vâng, 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 vâng. Nghe tủ. No, fica ahí, fica ahí. ¿De dónde se pasa para esta aquí así? Manani. Ven aquí, ve. Así, ¿eh? Sí, así. Aquí. Planta hasta aquí, ¿so, ya? Hasta aquí. De esa, ese, ese, ni fica la encima. Hasta aquí, ¿so? Después, después de planta, después de planta, así. Por eso, usa de duso, así de duso. Así. Ra mu tu hapidu i peta sing. Nem berisi ra di tulu koi ra sing. So dia du uma sing aperta. Dave. Sing. Dia du você pica sing so. Pica sing. Ra podi mete. Đấy, các bạn trồng cái hành tây hơi sâu nên mình phải hướng dẫn lại. Essa fase é mais rápido, né? Sim, mais rápido. Mete bem espaço, já? Sim. Bem espaço. Não tapa muito, né? Depois de meter, aperta um pouco. Dois dedos, aperta assim. Aperta mais. Tá bom. Pica assim só. Já dá. Já tá bom. Aperta. Tá bom. Dois dedos, aperta. Assim. Mais força. Tá bom. Assim. Dois dedos, aperta.
Assim. Mais forçar um pouco. Tá bom. Essa também. Fica assim só. Meter. Aperta. Assim. Dá. Meter. Aperta. Aqui. Aperta assim. Pode ter quatro dedos, pode apertar assim. Tá bom, assim. Đấy, Antonio lên luống, đánh luống. Ừ, rất đẹp. Nói chung là làm được việc. Đây, đi xuống xem Pazinho. Pazinho làm. Fazer bem espaço aqui muito, muito próximo. Aqui. Essa pode não dar bem. Aperta assim, já? Yeah? Sim. Continua aqui. Aqui, aqui. Fica bem espaço. Tira assim só, mete. Pisa um pouco. Essa também, aqui. Aperta assim. Até aqui, já? Yeah? Até acabar. Aqui onde está muito fino, você mete mais no meio, já? Mete mais no meio. Chỗ này, lúc đầu bạn ấy trồng hơi thưa. Tá bom, assim. Tá bom. Mais força um pouco. Tá bom, assim. Já? Tudo continua assim, até acabar. Ừ, nói chung là các bạn cũng nhanh đấy. Nhanh. Mình chủ yếu mình ta định hướng vậy thôi. Thôi được rồi, video bây giờ là kết thúc thật. Nhưng lại là kết thúc giả, bây giờ mới kết thúc thật. Đấy, xin chào mọi người nhá. Xin chào mọi người. Cảm ơn người theo dõi video. Aquí está muito...